Ê con, đồ cắt da đâu, tự nhiên sao đem nước lên, giật quá làm ơn gì lên lấy cây quạt, cái giật mũi vậy? Cho con được quen với em nó. Tốt, qua nào vậy anh? Cậu có thương yêu nó thật lòng hay không? Dạ có. Tuổi trẻ bây giờ người ta có quyết định của người ta.